Rồi giới thiệu ơi, mình tên gì coi? Tôi tên Hòa, ở đâu vậy? Hòa ở ấp Tư Mỹ Hiệp. Ấp Tư Mỹ Hiệp. Ấp Tư Tân Hưng. Ờ, Tư Tân Hưng, rồi hiện trạng là vườn tôi ông Thái ông kêu mình làm gì vậy? Là kêu tứ ba cái thuốc gì mới giờ. Không, thuốc thì bỏ qua đi. Đang vụ dọn gốc nè. Dọn gốc là nè. Như cái rễ mình ăn ra đụng ba cái đất bự nó bị. Đâu sao đâu. Thì nụ lên rồi giờ mình xới cho nó bung ra. Không, tại vì một số ông khách á hỏi mình á, Thái ơi mày kêu dọn gốc là sao đâu là. Nó ăn ra nó bị nụ rồi vậy. Rồi mình xới về cho bung đất cho nó ăn ra. Đúng rồi. Ăn ra là một ngày làm được mấy mô? Ngày mình làm được là 10 mô đó. Ngày làm 10 mô là một mình làm phải không? Con mình làm thôi. Vợ không có phụ. Không. Thì rồi hiện trạng là dọn cỏ xong rồi lấy cái cây hai sơm phải không? Đúng rồi. Cây hai sơm đâu rồi ta? Cây hai mình sơm. Cây sơm để lúc chảnh rồi. Lúc chảnh cây với đầu hậu với cây nữa. Vậy hả? Rồi đi ra đằng sau cho mượn cây đó chụp hình cái. À, chụp hình cái cây đó để có bạn bè hỏi, tại vì có một bình Vĩnh Long là không có bán. Bình Vĩnh Long là không có. Gạch ruộng bán đầy nhiêu cây của người ta, khoảng vài chục ngàn vậy? Khoảng 100 ngàn cây. 100 ngàn cây, cây hai sơm. Hiện trạng là vườn của mình đợt trước là khô đọt hết trơn phải không? Khô đọt hết. Khô đọt. Nó bung ra nè. Rồi tứ thuốc thằng Thái mới đưa đó, nó đưa thuốc gì đó không biết, thuốc đó là thuốc đang thử nghiệm. Hiện trạng nè, nó ảnh khoe đọt, ảnh bữa nay mập lù nè. Nó vậy cho tại xới đất nó mới bung rễ bung đọt ra đó. Đúng rồi. Tại xới đất đó, đọt nè ổng khoe nè. Đó, ông Hòa ổng khoe cái cây ổng bữa nay nè. Đó. Bữa nay là mập lù rồi. Lù rồi, bữa tứ tới giờ cũng 6 ngày phải không? 6 ngày thì bắt quốc nữa. Đây. Đó. Tâm hiện tượng nó bị sương muối nó cháy, nó rụng lá đó, nó dính lại đây. Nó cháy cái đọt non ngày trước nè. Thì bây giờ đọt mới thì phun thuốc thì như quản lý được nó rồi. Nếu như cái bộ thuốc. Em ơi. Bộ thuốc đó là không rồi. Nữa. Không rồi là do ông Hòa ông phun nửa liều, tại do trước đó mới phun rồi bị mưa rửa cho nên không dám phun đúng liều. Chỉ phun có nửa liều thôi. Nhưng mà nếu đúng bài là phải đúng hết liều đó mới đạt. Cho nên chắc phải thử lại với vườn ông rồi. Ông cây bữa nay ra đọt đỡ phải không? Sau khi thư Thái về được không? Đó. Nè các bạn coi nha. Nếu như mà sau này Thái nó có kêu mà dọn cỏ, dọn gốc đồ xới mô thế nào á thì phải như thế này. Đó, cây hai sơm nè, đó đứng kế bên rồi, đó, các bạn thấy cây không? Đó, nó có nhọn ở dưới, ở trên có cái tài cầm ở trên vậy đó. Làm này là làm không quen, phòng tay đã luôn á. Đó, anh xới nè, các bạn thấy không? Anh xới bung ra hết. Khi mà bung ra hết trơn như vậy nè, thì khi mà bung ra hết, vườn này pH nó không có tuột. Tại vì trước đó gãy lân đồ đầy đủ cho rồi, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là cái mặt ở ngoài nó bị hồ. Nó bị hồ mặt. Đó, này các bạn thấy không? Xới nó sốc lên chân nè, sau đó mình sẽ đưa cái lân của mình xuống. Nè cái mô mà chưa làm nè. Đó. Cái mô mà chưa làm đó. Đó. Cỏ đồ còn tùm lum hết, mình nói một số các bạn nói tao dọn cỏ đồ sạch lắm, dọn cỏ sạch lắm gì nè, đó, mình đâu hợp tác được. Phải dọn làm sao cho sạch sẽ hết thì mình mới đưa phân, đưa thuốc, đưa bộ xử lý của mình xuống. Ha. Thì anh Hòa là mới bắt đầu làm từ hôm qua hả? Mới đầu làm nay, bữa nay nó 2 ngày rồi. 2 ngày à. Nè các bạn thấy rễ không? Rễ nó ra nó bị khô bị đen nè. Mặc dù cũng xử lý bài bản lắm. Nhưng mà nó không có đạt. Thì làm sao cho nó bung ra hết thì là coi như ngon lành. À dọn cỏ đồ sạch sẽ không? Đó. Vậy nó ra 2 cơ nữa là lá luôn ngon lành. Con chó này bộ sao cục đuôi rồi? Thì mẹ nó cắn đuôi cục. Có nữa hả? Có. Ngồi vậy. Chu Xuân. Điều con. Qua đây mẹ. Con chó lần đầu tiên thấy chó cục đuôi luôn. Con này là con Chu Xuân. Chu Xuân. Đây cha con. Trời ơi. À các bạn thấy đọt ra không? Mình là chỉ có đưa thuốc mà ảnh không có nửa liều rồi cho nên chưa có đạt kết quả như mình muốn. Cho nên không đánh giá được cái sản phẩm này rồi cho nên phải đợi thêm lần sau nữa. Mình cho thử lại, mình cho phun lại. À, vườn của anh Hòa nha. Để có một số anh bạn sáng giờ cũng có mấy khách ở Đắk Nông điện thoại hỏi mình. Ừ Thái ơi lấy cho tao bộ thuốc giống như anh Hòa. Đâu phải mua là mình bán. Mình nói thật không phải tự nhiên khách điện thoại mua là mình bán đâu. Không phải là mình không bán mà là tại mình không biết vườn thế nào nên mình không dám bán. Mình mới yêu cầu là gửi cho mình cái bộ thuốc. Gửi cho mình coi cái vườn thế nào đó, mình coi vườn mình mới dám bán. Đó các bạn thấy không? Sóc rễ lên nè. Nó ảnh khoe cây của ổng bữa nay nè, đọt nó ra nè. Đó các bạn thấy không? Ổng khoe cây của ổng đó. Ổng khoe đó, bữa trước ổng đi làm kiển. Các bạn có nhu cầu mà bẻ kiển, uống kiển thế nào thì liên hệ với anh Hòa. Còn muốn mà xới đất thế nào cũng liên hệ với anh Hòa. 500 ngàn một ngày. Bao khỏi cần nhậu. Đó, 500 ngàn một ngày đó, đọt bữa nay ra ngon lành không? Đọt này xong rồi phải không? Rồi xới này xong gãy lân vô lại đi. Gãy lân đâu là tứ nữa nè. Thấy rồi quay sao? Qua tới cử gầy bệnh gì đó, quốc cử thuốc còn không? Còn. Còn rồi phun giùm cử nữa.
cây bữa nay đã lắm rồi, nhưng mà nếu đúng bài không mấy cái được ở trên nó phải bấm xuống. Những cái tược ở trên ngọn á, thay vì nó lên 4-5 tược trên cùng phải không? Thì ở trên bấm xuống bắt đầu đo vô chừng có 2 ngàn tay, bấm cho nó cùng lại để cho không nó vượt. Bấm cho nó cùng vô luôn phải không? Không có bấm hết tược. Không bấm hết tược. Là từ trên bấm xuống tập, hoặc là từ ngay cái chỗ mắt cái cành đó là lên khoảng chừng 2 tấc hả? 2 tấc bấm ngang cho nó cứng cạnh nó lại. Để thôi nó ra cái hèo lèo hùm lum trên. Ra hùm lum nó quạt quạt cái. Nó cà quạt quạt vậy đó. Rồi. Bấm xuống cho nó ngắn lại là nó sẽ cứng cây. Bấm chừa khoảng 4 tấc 5 tấc ha. 2 gang. Rồi. 2 gang. Chừa khoảng 2 gang. Đó là trên đó. Cây của anh Hòa nó bấm ngọn rồi, nhưng mà do tược ở trên nó dài quá. Hai mấy vườn này là phải cho đồ nó bung tàn đều đều ra bắt đầu trong vườn tỉa nhánh. Tôi hỏi là hôm đó vấn đề nó bao nhiêu tháng không? Cái vườn này mới có 30 tháng thôi. Vườn này 30 tháng hả? 30 tháng là 2 năm 6 tháng. Đúng rồi. Rồi đó, các bạn chủ vườn nói luôn ha, chứ không phải mình nói. Chủ vườn nói luôn. Đó ông Hòa cái tay bên này nè ông Hòa. Đây ông Hòa đây sẵn chỉ luôn nè, cái tay này nè. Ví dụ như cây này. Thấy cái nhánh bự này không? Cái nhánh bự này nè. Thì đi dài lên trên đó rồi từ trên xuống dưới khoảng 5 tấc ông bấm giùm tôi cái nhánh bự đó. Bấm cho nó xè tán ra bên này. Cái nhánh này cũng vậy nữa nè. Ví dụ như nhánh này nè. Nhánh này là bấm phía trên này nè. Ấm trên này cho mấy này xà ra. Rồi. Trên đó nhánh đó cũng vậy luôn. Rồi. Để cho nó nuôi mấy cái tay này nè, sau này mình ăn trái trên những cái tay này. Thì nó mới ngon lành được. Rồi. Chỉ vậy thôi. Tại vì một số nhánh nó kêu nhánh bự. Nè, bên này cũng một nhánh nè. Cây này quá phải bên kia nhánh nữa. Nghĩa là cây này có 1 nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, 4 nhánh. Còn mấy nhánh dương là mình cắt. Nhưng mà mình bấm ở trên ngọn nó xuống thôi để cho nó bung tàn nó qua. Rồi. Đó, chẳng hạn như sau này đi nó qua 4 năm tược này nè. Thì nó ăn được 1-2 trái, nhưng mình bấm để cho nó xà ra đi lại trên đó nó bung đều ra nữa. Chúng thôi nó sẽ dính một số cành này nó không bung ra được. Không, cái này là bấm ngọn xuống, bấm xuống. Bấm đại xuống. Lấy kéo bấm đại xuống là nó thùng mình lại ha. Không, nhưng mà cái cây trong vườn mà có mấy nhánh vậy đó, mình mới mừng. Nó khỏe, nó ra rễ khỏe. Bên này cũng có nhánh nữa nè. Cây bên này 1 nhánh 2 nhánh nè. Dễ ra xới đất đồ lên thấy không? Rễ nó đâu có qua được cục đất bự. Thấy đất bữa nay nó đỡ là bữa trước quá nhão luôn á. Bữa trước đất rất là nhão. Này các bạn coi dấu vết của cái xương muối nè. Xương muối và gầy xanh. Dấu vết của xương muối và gầy xanh. Cây à, cây làm trong lỏng trơn. Nè ông qua cái kiểu này nè, ông qua ông bấm rồi nè. Nè như nhánh bên này ông bấm rồi nè. Ừ, đúng rồi đó. Bấm cho nó bung đều ra. Nhưng mà bấm cho nó ngọt á, cái này bấm chưa ngọt. Cái gầy nó có mấy con sâu vậy lắm này nha. Sâu đục hả? Nè, sâu đục thân vậy nè. Sâu đục phải cạy nó ra coi nó còn trống không? Tôi cũng có cạy ra rồi mà tứ thuốc nó chết rồi. Tứ thuốc phải chết, nhưng mà lâu lâu phải tứ thuốc sâu dạng sông hơi lưu dẫn á, với dạng phía buồn niên á, cộng thêm hai lúa vô. Lâu lâu mới tứ cử chừng khoảng tháng vậy đó, tứ lần. Mình cộng vô chừng phi 5 gói thôi. Hết gì đó hả? Lâu lâu mới tứ cử mà. Ngon, các bạn thấy cây này như ví dụ như nhánh này cũng phải bấm nè. Cái nhánh thế này nè. Bấm luôn ha. Bấm cái ngoài này nè. Rồi. Yêu cầu Tằng Dương là bấm ha. Bấm. Nè cây này cũng vậy nè, cây này khỏe nè, 2 nhánh bự luôn, 3 nhánh bự luôn, nhánh bên đó bự nữa nè. Bấm cho nó xà mấy nhánh này ra nè ông Hòa. Bấm mấy nhánh này nè, nó xà ra xuống thì sau này nó đeo trái. Rồi, hiểu rồi. Trời ơi, tỉa cành đồ ngon lành không? Tới chừng năm sau mới có. Bữa nay là tháng 9 tháng 10 thì dù gì tháng 4 tháng 5. Nên tôi nói là trồng khoảng 40 tháng làm bông không ai tin. Sầu riêng 40 tháng. 40 tháng thì tính ra có 3 năm không được 3 năm gửi. Sau này 40 tháng là làm được không? Tôi nói là vườn ông qua năm là quất được hết trơn rồi. Vườn này qua năm là quất được tốt. Quan trọng là ông ở nhà ông xịt thuốc giùm tôi một cái làm kiển hoài. Làm thì để vợ nhà làm. Cái này dễ gì buông ra tại vì tao không mình bị bận quá. Chứ thái coi như cây này không ngon quá ha. Cái này tàn khỏi chê luôn. Không, cây này không phải bấm này không? Lá rồi. Rồi ok các bạn, vườn của anh Hòa 30 tháng để được như thế này. Hôm rồi mình cho phun một bộ thuốc để rửa vườn và gầy về xương muối rồi đó. Thì bữa nay kết quả ha, ảnh còn phải ăn ổi cho nên các bạn thấy còn một hàng ổi bên này nè. Rồi ok các bạn, hẹn các bạn ở video clip lần sau. Hôm nay đi cho chủ vườn vui quá.